Thưa quý vị, nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, chiều nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân mạnh khỏe và hạnh phúc, bước sang năm mới Nhâm Dần 2022 gặt hái nhiều thắng lợi. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của vùng 3 Hải quân đối với thành phố trong công tác phòng chống dịch và các mặt công tác khác. Tin tưởng với truyền thống của đơn vị, vùng 3 Hải quân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân cảm ơn những lời chúc và tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tin tưởng rằng thành phố sẽ tiếp tục có bước phát triển mới trong năm 2022 cũng như chặng đường tới.